Phong thủy đó là một cái điều gì đó nó rất là gần gũi, nó là một cái gì đó nó bên cạnh, nó là cái gì đó nó ngay gần bạn này. Cho nên là không phải chỉ ngành môi giới mà tất cả các ngành nghề nếu như mà có được cái kiến thức phong thủy ứng dụng vào cuộc sống thì quả thực là sẽ rất là tốt. Nhưng mà nó đặc biệt tốt hơn cho những cái nhà môi giới bất động sản. Bởi vì là những cái nhà môi giới bất động sản các bạn cần phải có kiến thức này để các bạn giúp khách hàng của mình có được sự lựa chọn tốt hơn, giúp được khách hàng của mình có được cái kiến thức cơ bản về cái lĩnh vực phong thủy để mà họ lựa chọn không gian sống, họ thiết kế không gian sống, rồi họ cư trú trong cái không gian sống đó để thuận theo tự nhiên. Đối với cái nhà bất động sản thì chúng ta nên học cái kiến thức phong thủy ban đầu để mà chúng ta phân tích các cái yếu tố liên quan đến hình thế. Ví dụ như cảnh sát, chúng ta sẽ có những cái kiến thức rất đơn giản như là nó có 30 cái điều lưu ý về sát khí xung quanh nhà mà chúng ta cần phải tránh này, rồi những cái tiêu chuẩn về phong thủy đối với cả một phòng bếp này, tiêu chuẩn phong thủy đối với phòng khách này, các yếu tố liên quan đến ngoại khí và đường đi xung quanh này. Những cái kiến thức đó thì rất là tuyệt vời và nó là cái điều rất nên mà anh chị và các bạn cần phải có được và học được để mà chúng ta cải thiện cái chất lượng phục vụ khách hàng của mình.